trường. À, xin chào cô chú chị và các chim cờ chim ơi, xin chào. À, xin chào cô chú chị và các bạn. À, hôm nay cuối tuần vợ chồng mình có mua một ít quà để gửi cho mấy anh binh sĩ Ukraine ở chiến trường. À, tụi mình tặng quà Tết cho mấy anh này để giúp vui thôi, từ vì mấy anh ở chiến trường rất là buồn cô chú chị, không mấy năm rồi không có được về ăn Tết đó, cho nên mấy anh rất là buồn. Là tụi mình tặng đây món quà của cô Hồng Nguyễn. À, đã nhờ mình mua nên là mình đã mua những món này tặng cô Hồng Nguyễn ở Úc, gửi 131 đô. À, thì ngồi ra thì mình vợ chồng mình có gửi cá thôi, chứ cá này là của cô họ Anita ở Na Uy á. Hồi đợt trước cô gửi cho vợ chồng mình rất là nhiều, tới gần 100 hộp nữa, nên là mình cũng chia bớt cho người quen gia đình rồi cho mấy anh ở chiến trường. À, lần này lần thứ hai này, một lần gì là 10 hũ chia bớt cô chú chị, nhiều quá vợ chồng mình đâu có ăn được hết đâu. Đó thì ngồi ra tụi mình mua này, mua coffee, mua nước tăng lực nè, rồi mua cháo, mấy anh ăn cháo ăn sáng nè, rồi trà, rồi xúc xích, phô mai, cá hộp, cá này nè, cá hộp, rồi sô cô la, trứng cá nữa nè, để mấy anh ăn Tết nè, bánh mì đen, rồi mật ong này ở nhà mình, mình chia sẻ. Rồi trứng cá này tụi mình hồi lúc tụi mình cũng mua sẵn á, xong rồi sẵn được này tụi mình riêng tụi mình. Rồi hạt này, mấy loại hạt để đói bụng ăn này, phô mai, rồi xúc xích. Đây nữa nè, có nhiều loại phô mai, rồi có pate này nhập khẩu từ Pháp. Rồi mấy cái loại thịt xông khói rồi cô chú anh chị. Bây giờ mình anh mắc sẽ bỏ vô trong cái hũ này này đi, gửi này cô chú này. Đó, bỏ hết vô trong cái hộp đi, đi gửi bưu điện. Bacon á. Sausage. Phô mai. Cheese caramel, cheese brie. À, mấy cái loại phô mai từ nhập khẩu á. Yes, pastet, chicken pastet from France. Belgium. Belgium, Bỉ. Pate từ Bỉ nhập khẩu nha. This is cream cheese. Kem phô mai để ăn bánh mì, hoặc là để làm ngó béo, nó béo béo xong rồi ăn với lại bánh mì cũng no bụng. Cheese with different kind of. Что Тима, ты да? Suspense sausage. Xúc xích từ Tây Ban Nha. Tây Ban Nha nó bỏ trong cái bị để sợ nó bể ra, còn chứ vậy là phải trồng vô cái bị gì đâu, cái hộp nước tăng lực. Cái bếp hơi lộn xộn, mới nấu ăn xong rồi chứ vậy chưa kịp dọn dẹp gì hết luôn. Nó ăn chưa kịp dọn dẹp nên cái bếp phải lộn xộn nha. Exactly both
chào cô chú chị và các bạn. Hôm nay mình mua mấy cái này để gửi đến một anh lính ở chiến trường Sinh. Cho nên là anh nhờ mua giùm á, cho nên là tụi mình đã dùng số tiền của anh Hùng Trần ở Mỹ ủng hộ 100 đô để mình mua những cái thứ này. Cái này là cái cây dao hai lưỡi với lại có giống như cây kềm nè. Nó là cây dao xong rồi đó là cây kềm luôn. Rồi gồm có điện binh nè, rồi cái ổ điện, rồi cái binh sạc dự phòng với lại cái bếp ga đôi, rồi có bình nữa đó. Đó thì mình sẽ mua bữa giờ chờ ta gửi giờ á, xong rồi sẽ gửi bưu điện xuống đó. Rồi cảm ơn anh Hùng Trần rất là nhiều. Cái này là cái gì à, anh mắc mở ra coi, đây là cái ổ điện đó. Đèn binh. À, hiện tại bây giờ anh đang ở khu vực ở Donetsk. Rồi cảm ơn anh Hùng Trần đã ủng hộ cho Ukraine. Cảm ơn rất là nhiều. Chúc mọi người nhiều sức khỏe.